thế giới hân hoan chào đón năm mới 2019 với kỳ vọng về sự phát triển thịnh vượng và hòa bình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố năm du lịch quốc gia năm 2019 với chủ đề Nha Trang sắc màu của biển với hàng trăm sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch. Tối qua tại thành phố Nha Trang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố năm du lịch quốc gia 2019 và chương trình nghệ thuật chào năm mới 2019. Theo đó, năm du lịch quốc gia 2019 với chủ đề Nha Trang sắc màu của biển sẽ có hàng trăm sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức. Chương trình năm du lịch quốc gia 2019 được chia thành 3 nhóm: các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch phối hợp các bộ ngành trung ương tổ chức, các hoạt động do tỉnh Khánh Hòa tổ chức, các hoạt động hưởng ứng do 14 tỉnh thành phố trong cả nước tổ chức. Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2019 sẽ được tổ chức kết hợp khai mạc Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2019 vào đầu tháng 5 năm 2019. Lễ bế mạc dự kiến được tổ chức vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Trong năm du lịch quốc gia 2019 tại Nha Trang còn có nhiều sự kiện lớn khác như là Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Cuộc thi Hoa hậu Du lịch ASEAN 2019, Liên hoan Du lịch Biển, Liên hoan Ẩm thực Biển, Cuộc đua thuyền buồm Hồng Kông Trung Quốc Nha Trang 2019.